Thời gian gần đây, tình trạng cháy nổ diễn biến phức tạp ở các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bổ sung quy định mới về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đây là một trong số những chủ cơ sở cho thuê trọ thực hiện nghiêm yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng với việc lắp vách ngăn chống cháy lan. Sợ chứ, sợ lắm luôn, tất cả mọi thứ là bao giờ ưu tiên là về tính mạng con người là đầu tiên. Đặc điểm của loại hình nhà trọ, chung cư mini này đều mọc lên ở trong các ngõ nhỏ hẹp, xung quanh nhà dân vây kín cả ba, thậm chí bốn hướng. Trước đòi hỏi từ thực tiễn, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, dự thảo mới nhất của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tách điều 17 về phòng cháy với nhà ở thành hai điều, là điều 18 về phòng cháy đối với nhà ở và điều 19 về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Đối với lại cái quy định liên quan đến điều kiện an toàn về phòng cháy cháy đối với nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì đã được quy định tại dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ. Quy định nhà ở kết hợp với kinh doanh trong dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được ngăn cách giữa nơi ở và khu kinh doanh đã nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu Quốc hội. Tôi thống nhất và tán thành rất cao với cái nội dung này. Phía trước là kinh doanh và phía trên hoặc phía sau đấy thì ở. Nếu mà cháy thì là rất là khó, không có chỗ chạy. Cho nên là chúng ta phải quy định. Nhưng tuy nhiên là nếu mà quy định thì chúng ta cần phải tính có một cái lộ trình như thế nào cho nó phù hợp. Nếu mà căn cơ hơn, chúng ta phải có những cái quy hoạch, bắt đầu từ bước quy hoạch, tái điều chỉnh lại các khu vực ở, quy định lại các khu vực có thể xây dựng chung cư mini hoặc là nhà trọ cho thuê. Quy định mới trong dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được kỳ vọng có thể phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng cháy nổ, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.